Năm 1975, ngay sau khi nước nhà được thống nhất, trên mảnh đất Đà Nẵng anh hùng, một cơ sở đào tạo mới đã được thành lập. Từ những đơn vị khác nhau như Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng, đến Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng và sau đó là Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng. Tất cả đã góp phần hình thành một địa chỉ giáo dục mới của đất nước, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Ngày 4 tháng 4 năm 1994, theo Nghị định 32CP của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã chính thức được thành lập. Từ đó, quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường luôn gắn liền với sự phát triển không ngừng của đất nước, với sự nghiệp giáo dục đào tạo của nước nhà. Hiện trường là một trong 9 đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ khoa học chất lượng cao cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay, toàn trường có 12 khoa, 6 phòng, 1 tổ trực thuộc và 3 trung tâm. Về đội ngũ giảng dạy, Trường Đại học Sư phạm có 12 giáo sư, phó giáo sư, 62 tiến sĩ, 195 thạc sĩ, 69 giảng viên chính trong tổng số 381 cán bộ viên chức. Nhà trường đã đủ năng lực đào tạo 29 chuyên ngành đại học, 9 mảng ngành thạc sĩ và 1 mảng ngành tiến sĩ. Cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên nhà trường ngày càng được trang bị khang trang hiện đại, bao gồm hệ thống các giảng đường, phòng học với hàng trăm phòng khác nhau, tổng diện tích hơn 10.000 m2. Trường có 10 phòng máy tính, trong đó có 7 phòng được trang bị hơn 400 máy tính xách tay, 6 phòng thực hành tương tác, sản xuất giáo trình điện tử, phòng thực hành báo chí hiện đại. Trường cũng có hơn 20 phòng thí nghiệm lý hóa sinh môi trường, phòng thực hành âm nhạc với nhiều thiết bị hiện đại, một hội trường lớn có sức chứa trên 600 chỗ ngồi. Ngoài ra, từ năm 2006, trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả nhà tập thể dục thể thao đa năng, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên và sinh viên chủ động trong việc rèn luyện sức khỏe. Thư viện trường được trang bị đầy đủ hệ thống phòng đọc, phòng mượn, phòng nghiệp vụ thông tin, thư mục điện tử và kho lưu trữ sách tài liệu riêng biệt với gần 12.000 đầu sách phục vụ cho nhu cầu bạn đọc. Để đảm bảo điều kiện học tập cho sinh viên ở xa, trường còn xây dựng hệ thống ký túc xá gồm 150 phòng ở khang trang đầy đủ tiện nghi với sức chứa hơn 1.000 sinh viên. Ngoài ra, trường còn chú trọng thực hiện liên kết đào tạo, tổ chức dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào, Hàn Quốc và Trung Quốc, v.v. Bên cạnh đó, nhiều lưu học sinh nước ngoài cũng đã lựa chọn Trường Đại học Sư phạm là địa điểm đáng tin cậy để thực tập, học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Đặc biệt, sinh viên theo học tại trường còn được tạo điều kiện thuận lợi tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Từ đó, góp phần xây dựng nên một đội ngũ tri thức trẻ, vừa vững vàng về chuyên môn, vừa được trang bị đầy đủ những kiến thức thực tiễn và những kỹ năng cần thiết trong thời đại mới. Với tinh thần cởi mở và hợp tác thân thiện, trường đã tiếp đón và làm việc với nhiều đoàn khách quốc tế đến từ các quốc gia khác nhau. Nhà trường không những đẩy mạnh các mối quan hệ với các tổ chức, các trường đại học trên thế giới,
mà còn luôn chào đón nhiều nhà khoa học để tìm hiểu, nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm. Không dừng lại ở đó, Trường Đại học Sư phạm còn tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế với chất lượng chuyên môn và khoa học được đánh giá rất cao. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, môi trường giàu truyền thống này đã và đang trở thành trung tâm đào tạo đại học và sau đại học có chất lượng tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước, là môi trường lý tưởng để hiện thực hóa những ước mơ và hoài bão của các bạn trẻ. Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng luôn luôn mở rộng chào đón sinh viên trong nước và bạn bè quốc tế đến học tập và nghiên cứu.